Đúng rồi. Thế là nói chung là anh ngày xưa học dược lý thế. Anh học cái sách này ha, học về kháng sinh được chưa. Ngày xưa cái đó mà năm ba năm bốn nữa thì anh học mãi không nhớ luôn được chưa nè. Thì sau khi học anh học cái sách này á, xong rồi kết hợp nói với anh kia nữa lại không một lần nhớ luôn, nhớ đến dư luôn được không. Xoắn anh kia vào xong rồi học một lần nhớ đến dư luôn. Thì cái này là sao, cái này là các thuốc là cephalosporin thế hệ thứ hai nhá. Rồi thì cách nhớ là thế nào thì mình nhớ cái ảnh này thôi nha, là trong một cái cuộc họp gia đình ha, family ha. Đấy rồi thì có một cái ông á, họp gia đình nha, có ông là mang cái áo lông nha, lông là fur được nha, từ family á thì là cefamadon được chưa nè. Cefamadon là một thuốc được chưa nè. Rồi còn một cái ông mà mang mà áo lông được chưa, lông mình tiếng Anh gọi là fur được chưa nè, thì mình sẽ nhớ thuốc gì, xe phú rosim đúng không. Này tiếp theo nữa là có một cái cô người người họ hàng đúng không, cousin ha, anh chị em họ được chưa nè. Thì đó là foxy đúng không, foxy như kiểu sexy đó nè, được chưa nè. Nha foxy lên mình có thuộc gì, đó là c phố c phốc đúng không, c tinh. Này thì cổ là mang một cái ly trà được chưa, là chi đúng không, là c phố là chi nha, tàn được chưa nè. Đó là từ một cái hình như thế này thôi, kiểu anh nhìn mà anh nhớ mãi hình này là anh nhớ hết mấy cái thuộc cephalosporin thì hay thấy chưa nè. Thì đây là một cái video điển hình của cái mèo nhớ nha, và cực kỳ hiệu quả luôn, bởi vì là nó giúp mình nhớ rất là lâu ha, không có lần thời nhớ mãi luôn. Là tốt nhất phải kết hợp với anh kia nữa thấy chưa, lặp lại vài lần là nhớ ha. Rồi rồi thì mình này hôm nay sẽ học về mèo nhớ được chưa. Còn đó là các bạn phải biết là áp dụng khi nào đấy nhá, không phải là luôn luôn mình cũng dùng mèo nhớ hết nha, nên áp dụng khi nào này đấy, mà áp dụng ra làm sao được chưa. Và cái áp dụng thì có rất 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 nhiều cách đấy nhá, nhưng mà chúng ta chọn ra vài cái mình hay dùng thôi. Rồi về mình sẽ dùng bài add-on như thế này nhé. Rồi thì khi nào chúng ta sẽ dùng mèo nhớ được chưa, khi nào là thông tin dạng số mọi người thấy dạng số là sao, liều thuốc này phân giai đoạn đúng không, giai đoạn 1A 1B, giai đoạn độ 1 độ 2 độ 3 được chưa này. Rồi thời gian chẳng hạn như sao, một tuần như kiểu là bệnh bệnh này là một tuần thế này thế nào được chưa. Covid là có 2 tuần ủ bệnh như thế này nữa không? Này. Rồi tên đúng không? Tên là gì? Mấy cái thuốc á? Thuốc thuốc muốn của mèo nhớ là khó nhớ lắm ấy. Đấy. Thì học thuốc mình muốn nhớ là mình chỉ có vài cách thôi, đó là lặp đi lặp lại nhiều lần này, nha, viết ra này, sử dụng này là mới nhớ nhá. Còn không thì nên dùng mèo nhớ cho dễ nhớ ha. Này. List giải các thông tin thì mấy cái list giải các thông tin nhé, thì giống như kiểu là mình có thể mấy cái list mình như thế này này đó, 4 năm sau y được không, là mình có cái mail nhớ chứ đấy, mình nhớ một lần thôi. Thì đó là tốt lại thôi, số tên và list nha, tên riêng kiểu như vậy. Rồi mọi người cho anh cái mèo nhớ em nhớ cái thông tin này đây, mọi người gõ vào phần phần chat nhé. Rồi làm sao để nhớ cái này thì nhỏ hay cái keyword của mình là cái này đúng không. Rồi làm sao nhớ cái này đây, kiểu như vậy ha. Rồi anh cái này thì mình cũng cần mèo nhớ cũng được, kiểu mọi người có phim á, thế là mọi người có phim mà Breaking Bad.